Thực hiện công điện ngày 22 tháng 8 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP HCM đã ban hành khẩn chỉ thị 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ngay trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, TP HCM sẽ thực hiện chỉ thị 11 với phương châm xây dựng mỗi phường, xã, mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch. Trên trọng tâm, ai ở đâu ở yên đó. Trong thời gian này, nhiệm vụ đảm bảo lương thực, thực phẩm cho 9,4 triệu người dân thành phố được thực hiện qua phương thức đi chợ hộ do chính quyền địa phương kết hợp cùng quân đội triển khai. Cụ thể, trong 15 ngày tới, tức từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, lực lượng quân đội phối hợp với công an, cảnh sát cơ động và chính quyền thành phố Thủ Đức, các quận huyện sẽ thực hiện đi chợ hộ cho 9,4 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ có khoảng 11 tấn lương thực, thực phẩm được đưa đến người dân mỗi ngày. Trên địa bàn chúng tôi sẽ được các xe của cấp trên chở các lương thực, thực phẩm, các vật phẩm cần thiết cho cuộc sống và chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ đưa tới từng các hộ dân, từng gia đình để đảm bảo ai ở đâu, ở yên ở đấy, góp phần trong việc phòng chống dịch. Hiện nay phường 16 được hỗ trợ tăng cường 30 chiến sĩ từ các cái lực lượng của cấp trên về tăng cường cho phường trong cái việc phối hợp với các cái lực lượng tình nguyện của phường để sẵn sàng theo cái kế hoạch. Cụ thể, mỗi hộ gia đình sẽ đăng ký mua thực phẩm tại các tổ hỗ trợ ở khu phố hoặc liên hệ trực tiếp từ số hotline của Ủy ban Nhân dân phường sở tại. Sau khi nhận đăng ký, chính quyền cùng lực lượng vũ trang sẽ tiến hành mua hộ tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và giao tới nhà người dân. Trong đó, mỗi hộ gia đình được đi chợ hộ một lần một tuần. Thấy ở trên Zalo rồi phường đăng thì gọi điện vào với lại bên quân đội. Bây giờ thì thấy cũng ai cũng khó khăn mà xung quanh thì toàn những người đi bán hàng rong với lại làm công nhân thôi. Tất cả phòng trọ ở đây thì khoảng mười mấy phòng, 17, 18 phòng. Có hai cách để người dân thực hiện, đó là người ta có thể liên hệ với tổ phản ứng nhanh của từng địa bàn 7 khu phố. Thì ở đó sẽ có chi hội phụ nữ, lực lượng của đoàn viên, hệ thống mặt trận Tổ quốc. Thì khi tiếp nhận thông tin thì họ liên chuyển cái nguồn đấy lên mặt trận phường, chính quyền phường. Và chúng tôi thực hiện cái việc đi chợ thay cho người dân. Nhưng đối với những hộ mà có điều kiện thì chúng tôi đi chợ thay và người dân tự chi trả tiền. Còn đối với những hộ khó khăn yếu thế thì chúng tôi cung cấp cái nguồn nhu yếu phẩm có tại chỗ. Như vậy, tất cả người dân ở thành phố sẽ không đi chợ hay ra khỏi nhà để mua sắm từ ngày 23 tháng 8. Đối với người dân chưa cần hỗ trợ, tổ công tác sẽ đi chợ giúp, người dân trả tiền một tuần một lần. Phần còn lại, những người khó khăn sẽ nhận được các gói hỗ trợ thông qua các túi an sinh. Hiện, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng quân khu 7 để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân. Với 164.460 tấn, tổng lượng hàng hóa sẽ cung ứng trong 2 tuần.